Đây bây giờ là cô Gẩm à, cô Gẩm ở Bình Phước. Cô đi rồi chắc đi, tính ra vậy chắc đi cũng 3 giờ sáng hả cô? Trời, đi hôm qua hả? Trời ơi, là cô chú đi hồi hôm qua luôn. Này là chú à, cô? Dạ. Con cũng xin phép con quay hình làm kỷ niệm cô chú chút xíu rồi con tranh thủ đi. Dạ cô. Dạ cô chú cứ tới cái điện đâu có sao đâu. Là nãy giờ cô chú ngồi ở ngoài đây đợi là lúc 5 giờ tới giờ. Dạ. Vậy hổm cái khúc mà cô có khúc mà hình như là lúc đó là con của cô lấy về. Là cô uống thấy có đỡ không? Dạ. Dạ. Dạ bữa nay là cô đi từ ở nhà vô luôn hay là cô có đi khám bệnh gì không? cô không có cô đi ở tên ngày hôm qua cô đi ngày hôm qua Bình Phước rồi cô nghỉ nhà nghỉ rồi buổi Dạ. sáng cô vô đây sớm. Dạ. À, giờ cô đi chú ăn uống gì chưa? Chưa con Tranh thủ bay con xuống thấy tranh cái thủ vô tay sớm cô nó tới nổi tới cục trưa nắng quá. Dạ. Mưa. Dạ. À, để con rót ly rượu cho cô uống thì lấy phục dược thì được không? Cô có uống được không? Được, cô ở nhà cô uống hết cái khúc rượu đó đó con. Dạ. Ừ. Cái này rồi có gì chút xíu con rót cho cô hai hai chai luôn nha. Tại thấy cô đi xa thấy khổ quá. Cảm ơn con. Trời, chứ thường thường là tới con chia có một khúc thôi à, bữa nay con chia để con chia hai hai chai luôn cho anh. Dạ được rồi, À, chú được ngồi rồi đây con cũng ấy. cô Dạ chú nghe ngồi bên chú bên ngồi đi con chú này cho nó đẹp, cho nó hình nó đẹp. Cô ngồi ngồi đi. Rồi con lấy miếng thôi. Mấy hôm nay tranh thủ con cũng lo con đi. Anh đúng rồi anh cũng đi sớm. Dạ. Rồi chú uống nước gì con lấy luôn cho rồi con. Thôi thôi được rồi con Con uống nước mát nha. Không đi làm ít uống lắm. Ít uống lắm con. Nhiều khi đi tiểu rồi khó. Đi xe máy dễ mà. Có vô nhà nghỉ ủa vô võng đồ nằm cái rồi uống nước cái Dạ được để con lấy rồi nước. con. Dạ được rồi cho coi chú con lấy nước để chút cái gì đi đường uống. Cô chú ngồi ở ngoài đây đợi tụi con lâu dữ luôn á. Cô đi thấy còn sớm quá cô cũng ngại cô nói thôi để cho tụi con ngủ đi rồi chừng 6 giờ hả điện con. Trời ơi. Uống nước đi chú. Rồi cảm ơn con. Cô đợi chút xíu còn uống. Cô nãy không có cho cô uống nước. Con rót rượu cho cô uống. Cô uống ở nhà rồi cái cô chờ khoảng 15 phút đi cô mới uống nước. Dạ. Ở nhà hôm đó uống hết chai rồi đó. Con đâu cái có lên. lưng, bữa đó con đi chơi Cũng lưng cho lưng cô à. cái khúc Tới đó lưng tới tới đây à. Không. lưng lưng hơn Dạ. nhiều hơn nãy chút. Dạ. Ừ. Giờ cô uống rồi cô thấy cái nước mình không đậm gì thôi đâu cũng y chang vậy à, con ở đây có một kiểu nó ra thôi à, cũng trên lệch mấy ngày thôi à, chứ cô đâu có bị tim mạch gì đâu phải không, cô có có tim bị mạch huyết của áp áp thôi không? còn có Cô nhưng mà cô uống huyết hổm áp rồi có không biết nặng đâu, sao á. không sao không hả? Cô uống rồi cũng bình thường không gì á. Dạ vậy con rót cô uống như đây luôn à, ở nhà cô uống cả này không? Đó cái mới ban đầu thì cô uống ít thôi Rất này nhau dạ như cái cả con này biết không sau cùng thì cô uống cái sát sát như vậy được. nè Dạ. sau cùng cô uống như vậy mới ban đầu thì cô uống ít cô Dạ. cũng mới cô cũng dám uống nhiều. Dạ. Ở nhà mình chắc cũng làm vườn hả chú? Làm gì chú ta làm gì Dạ. Hầu như bà con của mình làm vườn làm rẫy rồi không à. trời ơi cô hồi nhỏ vậy cô cực khổ dữ lắm con ơi Dạ. nên giờ lớn Thấy cái tuổi tuổi rồi về là hồi nhỏ cực lắm. Dạ. Chứ không phải như giờ, giờ sung sướng. giờ Dạ. cô nói với mấy dâu cô cái mấy dâu cô nói, trời ơi con nghe mẹ nói con sợ quá trời Dạ. hồi xưa cực lắm con ơi Hầu như xưa ba là mẹ ai cũng cực luôn cực lắm nè con thấy cái tay cô nữa nè nó à có cục cục vậy à cái này nó nổi cục chứ không phải là bị đấy hả, con tưởng đâu cô bị cái khớp tay cô bị quẹo chứ nó nè mới đầu em thì ấy cô chỗ này ngay không có gì nha con bị viêm rồi cái nó khớp cong lại nè cong lại rồi nó cái nổi cục, nó nổi co cục cục luôn nè nè, con cái thấy bị viêm không. Ừ. cô viêm cái này là bị viêm khớp hay là viêm có khớp rồi thối quá khớp bị gút không, gút cô bị viêm gút nữa phải không, đúng rồi cô gì chào bị gút
cô có đi khám chưa? Đi khám mà bị quýt không? À, cô Kỳ đó, cô đi tổng quát ở Hòa Hảo thì nói cô là bị thối quá cái lưng này, đều L4 hay L5. Ông bác sĩ ông chụp thì ông chỉ ra ông đưa cái phim lên, ông nói bà cái xương cục cho nó cong quẹo vậy nè. Ông nói bà đi được đây là phước lắm á. Bởi vì biến dạng luôn à. Nó biến dạng luôn, nó cong vậy nè. Dạ. Rồi cái cô uống thuốc hai đợt, cái cô thấy cô khỏe, rồi cái hồi đó cô là ham làm lắm, cô không có đi nữa. Uống được hai lần chứ theo đó cô theo luôn á là cô đỡ. Mà đó là uống thuốc thuốc tây hay là uống thuốc tây con. Dạ. Ở dưới Hòa Hảo á. Cô xuống cô khám tổng quát hết. Giảm đau á. Nhưng mà ta cũng có cho thuốc điều trị mình trong đó nữa. Dạ. Rồi hai lần rồi cô khỏe nhiều, cô thấy khỏe nhiều, cô làm đồ khỏe. Mà khớp thuốc tây đã quẹo không hết đâu. Đúng rồi. Thuốc giảm đau, giảm đau đi kháng viêm á. Rồi dạ. Cái cô không có đi nữa. Dạ. Nghỉ cô không có đi nữa. Dạ, tới bây giờ luôn. Rồi cô làm với hai đứa cô làm nặng lắm rồi ở quê đó. Dạ. Cô thì ở Bến Tre mà cô đi lập nghiệp ở Bình Phước á. Dạ. Thì chắc lập nghiệp cho nó cũng lâu rồi con. Nay cũng 20 năm rồi. Dạ. Hồi đó cô khổ rồi cái gì cô đi làm đó, rồi đi theo người ta đi lên làm, rồi mua đất đai. Dạ. Rồi bây giờ thì đỡ rồi, ổn định rồi. Vậy cái tay cô mà bị cong vậy luôn là cuộc sống là nó cong là đúng rồi. Mà nãy cô nói đúng rồi, nó cong vậy á. Cái mình con làm nữa, nó làm con tưởng đâu có tay cô bị làm bị cong qua chứ. Đưa lên vậy cái nó cong, hồi xưa không có ngay bô không có gì hết á, mà giờ nó cong vậy nè, cái nó còn thấy nó có cục, cái cục vậy nè. Dạ. Mà nãy là con hỏi cô là cô bị gút nữa hả? Đúng rồi, gút nó mới vậy nè con. Dạ. Gút nó nổi cục không, vậy viêm nè. Không, viêm la khớp nó cũng vậy. Viêm la khớp cũng nổi giống vậy luôn á. Chắc bạn này kia mà viêm la khớp chứ không phải gút đâu. Nếu mà cái này là uống mà chuyên mà gút là nếu mà khớp thì trị được chứ mà bị gút là không hết đâu. Gút á dạng như là gút là cái axit uric trong máu của mình nó cao. Cao rồi nó mới tích tụ là mấy cái khớp của mình nó giống như muối vậy, kiểu giống như mấy cục muối vậy đó. Nếu mình khớp mình vào nếu mình xét nghiệm máu thì bác sĩ biết chứ hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà con ấy con chụp hình cái tờ xét nghiệm cho con xem thôi. Xem coi phải là bị gút hay viêm đa khớp. Rồi, không có gì cô tôi về tôi chụp hình cho con cũng được tại vì có cái Zalo á. Dạ Zalo gửi qua dạ. Đi, thuốc này giống như là những người bị gút giai đoạn đầu á, giai đoạn đầu mà chưa nổi cục á thì có thể hết, còn mà giai đoạn mà nổi cục rồi á là cái lượng axit uric trong máu mình nó quá cao rồi, cái đó mình phải uống thuốc đặc trị của gút. Còn cái khớp thì hết dạ, khớp thì hết, khớp là bị 20 năm hai mấy năm thì hết luôn á. Cái cô Hường á, cô Hường ở Thủ Đức mà bị viêm đa khớp 20 năm á, lúc trước là 20 năm, bây giờ tính tới giờ thì cũng xuống con cũng 2 năm rồi mà con hết rồi đó. Dạ. Mày khớp, con mày khớp cô thấy là coi như mấy người kia đi không được luôn. Đúng rồi. Trời ơi cô nghe mà cô mừng, cô nói con nghe cô mừng cô mà không tưởng tượng được á. Dạ. Cô nói mình uống mà hết cái gì, cô đơn cô ngồi xuống vậy cô đứng lên cô phải chống là cô đứng lên mới được, cô dạ. Không chống là không thể nào, cô mất thế cô không có thể nào mà cô bây đứng giờ lên được. Chân hai chân cô đi vậy là cô con thấy là cô dán thuốc dán luôn này vậy dạ. Mới đi được. Bị hai cái khớp đầu gối hai hả? Đầu gối này nó có khô không con? Hồi xưa thì cô bị đau cái đên ông bác sĩ đó, nó sưng cái ổng đâm cây kim vô. Chết. Ông bác sĩ đó là chuyên về khoa xương khớp á, dạ. Ông đâm vô cái ông hút ra, ông hút ra cái ông bơm thuốc vô đó vậy cái cô đỡ, cô về cô đi làm bình thường không có gì hết trơn á. Cái cô đi làm lần thứ hai nữa cái bà chị bà la quá, bà nói mày không có đi nữa nha, nếu mày đi như vậy là mơi chiều mày một xương luôn không ấy được. Cái cô ngưng luôn. Dạ. Chứ hồi đó cô mới ban đầu thì khoảng 5-6 tháng là cô khỏe được rồi, cô đi làm bình thường. Dạ. Sau cái mấy lần sau là nó tuột lại còn vài tháng là con chứ không có được dạ. Như lần đầu mình đó dạ, là đâm kim vô cái rút ra cái bơm thuốc vô đó. Dạ. Cô bị hai cái đầu gối nè rồi cái lưng. Dạ. Đó tại vì nếu mà tiêm thuốc á là tiêm thuốc cũng tiêm giảm đau trực tiếp vô cái khớp chỗ đau luôn á là ừ. Cái đó là tiêm giảm đau thôi. Về hoặc khỏe một... còn ba ngày sau là con thấy khỏe giảm đau không đi mà được. Là con bị nữa chứ là mừng cô mừng phải nói không tưởng tượng được luôn mà là, mình đi mà con hiểu cái tâm lý của người bệnh đi được thì mừng nhưng mà ừ. Chích cái đó vô á là làm nó làm phá cái, một cái xương mình à. Dạ
giống như bây giờ mình nói là bây giờ thà đi được mấy ngày xong rồi bị lào cũng được, nhưng mà từ từ là giống như khóa cái xương cột sống của mình hết luôn. Để tim của nó là tim trực tiếp cái giảm đau vô mà. Chị bà la cái công nhân luôn, không có đi. Đúng rồi đó. Bà nói không có đi nữa, không có đi chích nữa nha. Chích vô đầu gối là mai chiều một xương là đi không được đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ đau khớp thì còn đi được, uống thuốc còn đi được. Anh thổ cái thuốc là em Khánh còn đi làm nữa. Dạ, anh cầm đi, anh vô. Em lấy cho con hai chai thế này nãy em lấy. Cho cô chú đi về nữa, cô chú cũng gọi tranh thủ đi về mà. Anh với lấy con cũng được làm nữa. Dạ. Cô chú mà đi xe máy rồi, chạy xe máy chị, hai người. Chị nói gì, chị nói gì? Chị ngồi chờ chắc tính điện rồi, để con ngồi nghỉ đi. Dạ cứ điện. Gửi là coi như là mà con mới dậy. Cổ đi lụm dây chai, chai nè, lụm dây chai. Dạ. Cái chị nói mấy ngày mà ngày chủ nhật á là bà con tới đây là 5 giờ 5 giờ rưỡi là cũng điện thoại con có dặn trước rồi, có tới cứ điện thôi à. Cái chị em để cho con nghỉ nha. Trưa là có khách đông lắm, có bữa dạ. Đi là đông người lắm. Dạ đúng người rồi. Tới ấy thuốc lắm. Nếu bà kia không nói là chắc ra tiến chưa điện. Bị bà kia nói là bảy mấy tám gì mới vậy. Dạ. Còn đâu 5 giờ là con 5 giờ là con dậy mà tại con trong quá. Ở trong á, ở trong con đo bữa sáng. Rồi cái này là cô uống tới là cái bầu kia cô uống luôn ấy con. Dạ, chắc tới chắc kịp bà. Thôi ủng hộ. Dạ. Cô mừng quá. Cô mà cô chú mà khó khăn thì khỏi. Thôi con ơi, cô phụ. Dạ, không có được, không có điều kiện khó khăn ở nhà làm rẫy nữa đó. Cô làm cô là ở nhà trên trái mình trồng trồng điều hả chú? À, tiêu. Con ấy mua dạ, tiêu điều. À, không có điều tiêu không à? Tiêu không à? Tiêu mấy năm con thấy trên Bình Phước là trồng điều nhiều. À, chú không có điều tiêu không? Dạ. Nè em, cô chú có góp tiền vô nữa nè. Nè ông bà cô bác cô cũng có góp vô nữa thì thương kìa. Dạ, giờ đặng con mua thuốc, đặng ngâm cho mấy bà con khác. Dạ, dạ con một lần nữa con cũng cảm ơn cô chú nha. Thấy thương quá trời. Thôi vậy thôi. Vậy đi, thôi cô này. Chú đi về để còn tranh thủ nữa. Chú thêm mà cũng cảm ơn vợ chồng Khánh nha. Dạ, dạ. Cô về cô uống, đỡ cô mừng dữ lắm luôn. Có gì cứ giữ liên lạc với con rồi chịu khó uống cái này đi. Nếu mà cô về cô chịu khó cô chụp hình cái xét nghiệm á cho con xem á, coi là bị gút hay bị sao. Nếu mà gút là phải uống thiếu thuốc đặc trị của gút thêm nữa. Mà con ơi, cái gút đó là cái hồi mình xét nghiệm máu là bác sĩ tông cái tờ mà xét nghiệm máu đó là có để à. Dạ có cái để cái cô, nếu mà cô chú bình thường chú xem cái chỗ mà ngay chỗ xét nghiệm máu á nha, cái chữ mà axit uric á, acid uric mà tô đậm đậm lên á, cái chữ đó nó sẽ đậm hơn mấy chữ kia á, là mình biết là đang vượt quá cái ngưỡng, vượt quá cái ngưỡng cho phép á, cái lượng acid uric trong máu của mình đó. Nếu mà cao hơn á, là cao hơn mà trung bình là giống như là cao hơn quá thì nó sẽ tích tụ lại thành cái cục vậy đó. Dạ mình phải uống đặc trị của nó thêm, đặc trị mà chị gút á. Tâm thuốc con có đó phải không? Dạ không, mình phải uống cái đặc trị ở ngoài. À. Dạ, hiện bây giờ là gút là thuốc chị đặc trị gút là cũng hơi giống như là cũng không có. Đặc trị ngoài là phương Tây ha. Dạ đúng rồi, đặc trị phương Tây. Bác sĩ này cô hỏi điểm bác sĩ Hòa, bác sĩ mà điều trị mình nè. Dạ mình phải coi cái tờ giấy đó trước đi. Bị cô năm ngoái năm nay cô bệnh nhiều dữ lắm. Phải coi cô nghe bị mổ đại tràng đó con. Dạ. Rồi bác sĩ điều trị năm ngoái năm nay đó là cô hiện giờ cô dạ mình uống thuốc tây mình cách ra 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng mình uống thuốc này 2 tiếng hả con? Dạ thôi cho phép bà Thắp về đây lên cười chú cảm ơn Khánh nha, có cái gì có điện thoại cho con. Dạ con cảm ơn chú. Chú tiểu thương cảm ơn nhiều. Chú tôi cho phép về, con còn sáng 7 giờ con còn đi làm nữa đó. Chú biết về chú xem chú thường chú biết chú cho. Rồi, cô cảm ơn. Dạ cô lấy nước chú, cô chú lấy nước theo đi. Dạ lấy nước theo uống chút dọc đường đi. Chứ còn thấy bà con ở dưới quê đi theo là phải xách bình nước giống như con ở nhà. Dạ được rồi cô. Em ơi cô chào về nè. Con. Dạ. Rồi cô cảm ơn hai chồng con nha. Dạ dạ. Đi cẩn thận nha cô. Chịu khó uống cái này đi nha cô. Đây con dịnh xuống. Cô không đất bằng vậy thì con đi dễ lắm. Dạ. Không sao đâu, ráng uống đi con. Giờ giống như con bị cái này nè, con bị con còn có chân trụ, con cũng uống cái đó, tối con cũng uống à. Con bị sốt bại liệt. À, dạ, sốt bại liệt hồi nhỏ. Mà con đi được vậy là phước lắm rồi nha con.
Dạ hồi đó con cũng mẹ cũng đi điều trị quá trời mới đi được vậy, xong bây giờ con mà đi làm hàng ngày con đi làm mà nhiều quá cũng mỏi rồi, con tối về ăn uống một ly à. Nó giúp cho mình lưu thông máu, nếu mà cái hũ đó mốt mà nó ra uống được á, chú uống luôn đi, mình lớn tuổi mình uống được tốt quá chú. Dạ, cái hũ bự. Dạ. Chú uống đi con uống. Bớt cho rồi cô nạp thêm cô uống. Dạ. Hoài vậy đó con. Rồi thôi chúng cô lên đi về con. Cô về nha con. Cô lên được không? Dạ. Đây đây đây. Ra ra để con liều lên. Rồi. Giờ nói chung là còn hồi tối khi về chú cũng chúc vợ chồng Khánh nhiều sức khỏe để giúp đỡ cho bà con cô bác gặp nhiều bệnh hoạn nha. Dạ dạ con cảm ơn chú. Dạ cảm ơn cô luôn. Cầu mong sao cô khỏe là chú cũng mừng rồi. Dạ. Cô hết đi cô mừng lắm. Dạ chứ bệnh đâu. Dạ thôi giờ chào cô chú. Rồi ở Bình Phước mà đi từ hôm qua luôn, đi từ tối hôm qua luôn mà cô bác ơi, cô ngẫm nè, cô gẫm, hồi hổm là cô cũng, người con của cô cũng xuống đây lấy một hũ thuốc nhưng mà chưa tới ngày uống á, giờ xuống đây uống một hũ, một chai nhỏ thì cũng tạm ổn được chút xíu, cũng giảm được phần nào nên cô cũng muốn là xuống đây chia thêm, giờ Khánh nãy Khánh thấy thương quá, Khánh cũng gửi cho cô hai chai, giờ cô cũng có góp tiền luôn nữa. Khánh không biết nói gì hơn, cũng chúc bà con có duyên biết bà Khánh sớm khỏi bệnh. Rồi đặc biệt cái nữa là những bà con cô bác mà có duyên biết bà Khánh Nguyễn thì tự tin á, đủ tự tin thì xuống dưới Khánh đây, Khánh sẽ phục vụ giúp cho bà con. Rồi hôm một lần nữa thì Khánh cũng chúc bà cô bác là một ngày mới ấm áp, hạnh phúc, thì tràn đầy năng lượng tích cực để thực hiện một ngày mới thật là năng động. Rồi thôi Khánh chào bà cô bác luôn. Bye bye, hẹn bà cô bác ở những video tiếp theo. Ông bà cô bác chịu khó xem những video của Khánh nha, ủng hộ Khánh, một nguồn động lực lớn để Khánh tiếp bước trên cái con đường phục vụ và con đường thiện nguyện luôn. Rồi bye bye, bye bye. Ông Nguyễn, Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận của chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn, cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ không mà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi không thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình